xem. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ lắm ơi. Ở lòng video này thì Khải sẽ soi set đồ của ban chủ Đức Ngá, ban chủ Hồng Môn cho anh em xem. Ban chủ Hồng Môn này là phái Thí Yên nha anh em. Thí Yên trưởng nha anh em. Thí Yên sông đao. Đó, chạy lần vòng vòng này không? Ngáo vãi lên. Rồi, coi thử hôm nay thì có mình nãy hai ngon đấy. Rồi, coi cái vũ khí rồi anh em. Một cây vũ khí kháng loại 28, sinh lực 86. Kháng loại 28, sinh lực 86. Cây vũ khí này khá là nhiều tiền ở hiện tại so với thời điểm hiện tại rồi mày. Những cái vũ khí mà kháng loại này nọ trên 20 thì đếm trên đầu ngón tay nè. Mà trong khi đó có thêm nội lực 86 nữa, cái vũ khí này khá là đẹp rồi. Nón kháng loại 30, nội lực 79. Gia truyền kháng cả 12, kháng loại 17. Gia truyền này vô tiền đấy. Gia truyền này bèo phải từ dao động khoảng 1 triệu Việt Nam, khoảng tầm 10 đến 15 kim ấy. Gia truyền này khai ngửi chắc tầm 1 triệu hơn. Khoảng 15, trên 15 kim, khai ngửi dao động khoảng gần 15 hoặc trên 15 kim. Là tầm 1 triệu đổ lại anh em, hoặc 1 triệu hơn. Áo phục hồi 40 kháng loi. Tính ra kháng loi khá nhiều. Ở tay làm chậm 40. Ngọc bội kháng loi. Đại lưng kháng băng 25, sức lực lực, nội lực cao. Đa số Thí Yên thì build những món đồ nội lực anh em, vì nội lực rất là thốn. Một cái nhẫn kháng băng 19, sinh lực nội lực. Một cái nhẫn kháng loi 19, nội lực 96. Một cái kháng loi 30. Tính tổng thể set đồ này thì làm chậm có cho mình 40 từ bao tay anh em. Làm chậm có cho mình 40 từ bao tay. Đây là set đồ của ban chủ của Hồng Môn nha anh em. Làm chậm 40 từ bao tay. Bao tay này nhìn cũng tạm thôi, không phải quá VIP mà nè. Kháng lôi hai món kháng băng, đi kèm với hai món kháng băng nè. Đó, một món 25 từ đại lưng và một cái nhẫn kháng băng 15. Đó, với lại gia truyền kháng tất cả 12. Tính ra set đồ này thì lượng kháng băng khá là cao. Làm chậm 40 kháng băng được cho mình là 31, với lại cái này nữa là 56, kháng băng được 56 nha nè. Đó, từ 3 món gia truyền nè. Đó, kháng băng 25, kháng băng 19. Nói chung là đa số là nội lực cao nè, full nội lực rồi. Rồi, tiếp đến thì những món kháng loi hiện tại thì nhìn Khải thấy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món kháng loi nè. Đây, đầu tiên là cái nón, đi kèm với 7 món kháng loi. Với cái nón lựa hiệu ứng kháng loi này thì Khải thấy Thí Yên này chắc là kháng loi 75 cộng 2 nè, đang dương 75 cộng 2. Khải nghĩ là sắp xỉ là gần 75 cộng 2 hoặc là 75 cộng 2 nè. Lượng kháng loi khá là cao. 28, 58. 58 với cái gia truyền này 19 nữa. 58, 19 nữa, 58, 68. 68 mấy cái nhiêu này không là đạt 77 kháng loi rồi nè. 3 món 77 kháng loi nè. Kèm theo cái áo này thì trừ ra cái lượng âm đi. Âm tầm này chỉ khoảng 17, 18 âm kháng loi. Đó, 19, 30. Rồi, Khải nghĩ set đồ này chắc chắn là 75 cộng 2 kháng loi luôn nè. Chắc chắn 75 cộng 2 kháng loi luôn. Tại vì trừ cái số âm cho 18 đi, 17, 18 này nè. Còn lại cái lượng dương này, hiện tại dương chỗ này là 70 mấy rồi nè. Hơn 70 rồi, hơn 75 rồi. Đó, 3 món này là hơn 75 rồi nè. Vũ khí nè, dây chuyền nè, với nón là hơn 75 rồi. Rồi đây nữa, đây nhẫn này nữa. Trời ơi, lượng kháng loi Khải nghĩ có thể cộng 3, hơn cộng 2 đấy. Khải nghĩ chắc gần cộng 2 nè. Tại vì một nó mà lên khoảng tầm 20 sẽ được một cộng, 20 sẽ được một cộng. 20 sẽ được không? Khải nghĩ chỉ cộng 3. Không biết cộng 3 được không? Khải nghĩ chỉ cộng 3, 2 đến cộng 3 nè. 75 cộng 2 đến cộng 3 kháng loi. Chung sản đồ này thì quá trâu rồi. Không có hiệu ứng chó nè, sản đồ này không hiệu ứng chó. Đó, nói chung sản đồ như thế này thì thấy yên tâm này gọi là quá trâu nè. Dao động những trận tống kim thì giờ đang khá nhiều, nhưng mà với cái lượng kháng loi cái đó thì Khải nghĩ chủ đam khá là tốt. Rồi, nói chung thì sắp đến đây thì Khải sẽ làm tiếp tục những series soi đồ ban chủ này nọ, tất cả những ban chủ ở hiện tại cùng server này cho anh em xem. Và tiếp đến sẽ là trưởng lão này nọ cho anh em xem nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này và đừng quên ủng hộ cho BH Đức Ngáo cũng như ban chủ Hồng Môn một like chia sẻ, cũng như Duy Khải Minh một like chia sẻ như này mày. Ok anh em.